Tập 9. Chào phu nhân. Trương công tử, cậu đến rồi sao? Phu nhân, mời. Không biết phu nhân kêu vạn bối đến có chuyện gì? Trương công tử có nghe tiếng đàn vừa rồi không? Mà cô nương đàn rất là hay. Trương công tử quả là người tri âm. Trong tiếng đàn cậu có nghe được điều gì không? Đại tiểu thư vốn là cân quốc anh hùng, nhưng vừa rồi trong tiếng đàn dường như nghe được có muôn ngàn lời nhắn không sao kể xiết. Cân quốc anh hùng, suy cho cùng thì cũng là một nữ nhi thôi. Kinh thư có câu: quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Trương công tử có biết ý này không? Phu nhân, tuy quân bảo sống trong chùa từ nhỏ, nhưng chuyện tình thế gian quân bảo cũng hiểu. Thế nhưng tu vi còn kém, duyên trần còn chưa dứt, không dám tùy tiện mơ tưởng. Nếu duyên trần còn chưa dứt, tại sao lại cho là tùy tiện mơ tưởng? Tên của dạng bối như mây bay hạt đổ, thật sự là... Cậu có từng nghe câu chuyện phong trần tam hiệp không? Theo cậu nghĩ, Hồng Phất nữ tùy triều đêm khuya bỏ trốn đi tìm Lý Tịnh, có phải giai thoại thiên cổ không? Năm xưa Lý Tịnh tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, trong bàn tiệc gửi dạng ngôn thư cho Diệt Quốc Công, khuyên can hết lời. Tiếc thay Dương Tố tuổi già ngu muội, không chịu đón nhận lời khuyên của ông ấy. Hồng Phất nữ quỳ nhãn biết anh hùng, thật sự là giai thoại thiên cổ. Tánh của Chi Lan ta biết rất rõ, nó dám yêu dám hận, không có gì phải lo ngại. Từ khi từ biệt cậu ở núi Võ Đan, đến nay vẫn không quên được hình bóng của cậu. Trương công tử, nếu Chi Lan muốn phỏng theo Hồng Phất nữ, giai thoại này có thể tái hiện được không? Điều này... Nếu cậu cũng có ý với Chi Lan, sao không chung tay tạo dựng tiền đồ, bắt chước Lý Tịnh và Hồng Phất nữ, sống cuộc sống thần tiên? Phu nhân, bà lầm rồi. Hồng Phất nữ chẳng qua chỉ là một tỳ thiếp bên cạnh Dương Tố. Đại tiểu thư là lá ngọc cành vàng. Nếu như đem ra so sánh, thì có vẻ kém nhau rất xa. Đáng tiếc dạng bối chỉ là kẻ sống trong giang hồ, khó mà gộp chung đối với vệ quốc công đại đường. Làm sao dám trèo lên cung trăng, dịnh rồng bám phượng chứ? Nói vậy là trong lòng cậu không hề có tiểu nữ. Đa tạ phu nhân quý mến. Ân tri ngộ của phu nhân khó mà đền đáp được. Chỉ vì quân bảo hổ thẹn không bằng người, không dám làm hỏng cả cuộc đời của đại tiểu thư. Mong phu nhân và tiểu thư lượng thứ cho. Chuyện thế gian không rời khỏi một chữ duyên. Nếu như Nguyệt lão không nối dây tơ hồng, vậy tôi cũng không thể miễn cưỡng. Mong Trương công tử đừng để tâm những gì tôi đã nói. Phu nhân yên tâm. Chuyện hôm nay quân bảo tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đại tiểu thư là lá ngọc cành vàng, đáng tiếc dạng bối chỉ là kẻ sống trong giang hồ, làm sao dám trèo lên cung trăng dịnh rồng bám phượng. Chỉ vì quân bảo hổ thẹn không bằng người, không dám làm hỏng cả đời của đại tiểu thư. Mong phu nhân và tiểu thư lượng thứ cho. Má cô nương, cô đừng buồn nữa. Tôi biết bây giờ cô không muốn nói gì. Tôi uống rượu cùng với cô. Dạ, mời khách quan. Tiểu nhị dạ, lấy rượu nha. Dạ. Hai vị khách quan, hãy xem tướng coi tiền đồ ra sao, không nên nghiệm không lấy tiền. Thôi, đi. Các vị khách quan, coi tướng đi, không nên không lấy tiền. Thôi, đi. Hai vị thư sinh có muốn coi tướng không? Coi tướng rồi bối quẻ hỏi tiền đồ ra sao, coi khi nào có thể làm quan lớn. Còn làm quan lớn cái gì nữa?
là một quốc sư cuối cùng hạ một thánh chỉ cũng phải vào thiên lao kia kìa. Quốc sư mà Quynh nói có phải là thật là quốc sư không? Ngoài ông ta ra, Quynh nghĩ Đại Nguyên còn có quốc sư thứ hai hay sao vậy? Thực ra quốc sư sao rồi? Sao rồi? Nói ra Quynh cũng khiếp sợ. Ông ấy không những tự phế võ công mà còn bị bắt vào đại lao nữa. Hả? Quốc sư đã phạm tội gì vậy? Đừng có nói nhiều quá, nói ra mang quả đó. Chúng ta đi đi. Anh ơi, Quynh đệ, Quynh đệ. Chả trách gì, Nhật Chẩn Thiên Nam trong 28 tinh tú có 3 phần ảm đạm. Tướng tình của Hắc Khí bay thẳng tới Dậu Cung trong Dương Đạo Thập Nhị Cung. Chòm sao Kim Ngưu nơi yến đến có đại tướng gặp nạn, Thạch Lạc Quốc Sư. Thạch Lạc Quốc Sư đang gặp đại nạn. Quốc Sư có ơn cứu mạng với mình. Lúc này ta sao vào kiếp phù sinh trong loạn thế? Xem chút đã quên mất công ấy. Hoàng Thiên Tài Thượng, xin phù hộ Bá Ôn có thể kiếm đủ ngân lượng đến Đại Đô giải cứu Thành Lạc tiên sinh. Ngoài ra xin phù hộ cho Bá Ôn có thể gặp được Minh Chủ, tạo dựng sự nghiệp, cứu bá tánh trong biển khổ. Như vậy mới không uổng công những gì Bá Ôn được học. Nếu như không phải tài hạ có chuyện gấp cần tiền, tranh chữ này cũng không bán đâu. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Còn tranh chữ nữa. La Kinh Gia Truyền đây. La Kinh Gia Truyền đây. La Kinh này bán nhiêu tiền vậy? Vì đại thúc này, thúc thật là khéo nhìn. La Kinh này là Dương Cú Bần đích thân làm ra. Nó có thể giúp người giàu sang phú quý. Hơn nữa số độ chính xác không là tí nào. Bây giờ chỉ bán 500 lượng. Cái gì 500 lượng? Đại thúc à, đang trong thời loạn mà có thể tìm được La Kinh do Dương Cú Bần làm ra là việc không dễ dàng đâu. Nếu như không phải tôi đang cần tiền, tôi cũng không nỡ đem ra bán. Ê, cậu có đùa không vậy? Có thể giúp người giàu sang phú quý mà cậu đem ra bán? Đại thúc à, nè, bán cái gì mà mắc dữ vậy? Đội đến 500 lượng. Đại ca, La Kinh này do đích thân Dương Cú Bần làm ra đó. Nó... Ê, vừa rồi ta đã nghe được hết rồi ha. Người nói cho ta biết Dương Cú Bần là ai đi. Cái Dương Cứu Bần Quynh cũng không biết là ai sao? Nếu là Cứu Bần vậy thì cứu ta trước đi. Đại ca, Quynh không mua La Kinh thì thôi, mong Quynh đừng ở đây gây rối. Cái gì? Người khác hỏi thì được, ta hỏi thì thấy phiền hả? Muốn ăn đòn cái gì? Ai? Ai dám xen vào? Quynh đại, không sao chứ? Cảm ơn cứu mạng, cảm ơn. Rõ ràng là ngươi không đúng, còn đã tay đánh người. Hôm nay ta không những đánh hắn mà ta còn phải đánh luôn cả ngươi nữa. Một mình ta đánh không lại ngươi, mấy huynh đệ ta cũng sẽ đánh. Đánh. Hay. Đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng, ở nhà tướng nhân còn có mẹ già 80 tuổi, cha bị mụ, vợ mập mập, con đần độn. Nếu tướng nhân mà chết ra, cả nhà tướng nhân cũng không sống nổi. Đừng nói nữa, sau này không được bắt đạt người khác nữa. Dạ. Quân Mở, đừng ca. Tại hạ Lưu Bá Ôn, cảm ơn các vị huynh đại cứu giúp. Ê, không cần khách sáo. Ý, La Kinh này của huynh có thật là thần kỳ vậy không? Có thể giúp người ta giàu sang phú quý. Nếu thật sự là vậy thì tôi có hứng thú mua lại nó. Tôi nghĩ các vị không cần mua La Kinh này. Sao vậy? Ủa sao chúng tôi không có tiền trả sao? Không phải, tôi thấy các vị đều có tướng giàu sang phú quý, vậy thì cần gì tốn tiền để mua phú quý. Này huynh, lời này không phải huynh tùy tiện nói ra cho huynh để chúng tôi vui chứ. Chúng ta đã có duyên trở thành bằng hữu thì nên thành thật với nhau. Tôi không có nói cho mấy huynh vui đâu. Nếu đúng như những lời huynh nói, và chúng tôi theo đại ca làm việc thì sau này chúng tôi được giàu sang phú quý rồi. Xin hỏi huynh đại cao danh quý tánh. Tôi hỏi chú tiện danh Nguyên Chương. Cái tên rất hay. Hôm nay có duyên gặp nhau, hay chúng ta tìm chỗ nào từ từ nói chuyện đi, có được không? Được.
Thì ra tiên sinh chính là Lưu Bá Ôn ở huyện Thanh Điền. Lúc tại hạ ở Hoàng Giác Tự có nghe đại danh, biết tiên sinh thông kim bát cổ, giống là kỳ nhân thiên hạ, hơn nữa tinh thông ngũ hành. Không biết hôm nay tiên sinh có gì chỉ giáo? Không dám, không dám. Tại hạ chỉ biết chút ít về ngũ hành thuật số, nghe đại danh của cậu đã lâu, lòng có thiện cảm. Phải nói trăm nghe không bằng gặp mà. Hôm nay thực sự đã kiểm chứng được phong giám cổ nhân. Vậy tiên sinh có lời bình gì đối với tại hạ? Quý bức khả ngôn. Vậy còn mã cô nương? Quý bức khả ngôn. Vậy còn Trương công tử này? Quý bức khả ngôn. Quý bức khả ngôn. Tiên sinh chỉ dựa vào câu nói này đi khắp thiên hạ sao? Phải. Nhưng mà cho dù đi khắp thiên hạ, câu nói này cũng chỉ có thể ở rừng tre này mới có thể nói được. Hả? Lưu tiên sinh trả lời rất quyền diệu, thứ lỗi tiểu nữ ngu muội nên phải thỉnh giáo tiên sinh. Phải đó, tiên sinh cứ nói rõ hơn một chút. Được. Khi cần hiểu thì sẽ hiểu. Giống như bài thơ này: Thiên tế hà quang nhập thủy trung, thủy trung thiên tế nhất thời hồng. Trực tu nhật quán tam canh hậu, thủ tống kim điểu thường bích không. Hay, hay cũng tả nổi. Ê, Quân Bảo, bài thơ này có nghĩa là sao? Ý của bài thơ này tức là mặt trời tuy đã ló dạng khắp nơi sáng rực, nhưng muốn nhìn mặt trời lên phía đông thì phải đợi đến sau canh ba. Ý bài thơ rất đơn giản, nhưng mà nó hay không tả nổi là hay ở chỗ nào? Không phải vừa rồi đại ca không hiểu sao? Cho nên Lưu tiên sinh mới lấy mặt trời để ví dụ. Hiểu là sau canh ba, không hiểu là trước canh ba. Cho nên đại ca và mã cô nương muốn hiểu những lời này cần phải đợi một thời gian. Phải nói là thiên cơ bất khả lộ, cho nên đợi mới nói hay không tả nổi. Lưu tiên sinh là người học rộng, vừa rồi có gì không chu đáo mong tiên sinh thứ lỗi. Chỉ trong một ngày tại hạ có thể quen được ba nhân vật quý bất khả nhân, thực sự là phước của tại hạ. Lưu tiên sinh, tôi là nghĩa nữ của Quách Tử Hưng, nay cuộc thế hỗn loạn, có kế sách mưu lược nào mong tiên sinh hãy chỉ giáo. Được mã cô nương đề cao như vậy, tại hạ không ngại đàm minh trên giấy. Mời. Cho phép tại hạ nói thẳng, doanh trại Quách Soái đang ở thế yếu, nếu như muốn làm việc lớn nhất định phải chiếm được một thành lớn làm đại bổn doanh, dựng chùa chiền lên, ắt có người từ bốn phương đến lễ Phật. Hai thành Hầu Châu, Cao Bưu chọn một thành làm đại doanh. Xin hỏi mã cô nương và chú huynh đệ sẽ chọn thành nào là tốt nhất? Cao Bưu. Tại sao lại chọn Cao Bưu? Tại vì Cao Bưu nằm bên sông Cao Bưu, hơn nữa lại thông với sông Hồng Trạch, thuộc vùng Trù Phú, dễ kiếm lương thực, đương nhiên là nơi chọn để xây đại doanh. Phải, Hào Châu đất bần nên chọn Cao Bưu. Sai. Chính vì Cao Bưu Trù Phú dễ thành nơi binh gia tranh đoạt, lửa đạn không ngừng, binh lực cạn kiệt, hơn nữa cây to đón gió, dù là nghĩa quân phương nào chiếm lĩnh được Cao Bưu, triều đình tuyệt đối không để cho họ bành trướng, nhất định sẽ dùng trọng binh tấn công diệt cho bằng được. Ở Hầu Châu thì có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, ở đó người nghèo rất đông, cho nên nguồn quân gia nhập nghĩa quân có hoài không ngừng. Thứ hai, địa lý nơi này không thấy rõ, triều đình lo là đề phòng, có lợi chỉnh quân kinh võ. Nói tóm lại, chọn Cao Bưu giàu mà rước họa, chọn Hầu Châu nghèo mà bình yên. Cao kiến, tiên sinh quả là cao kiến. Tiên sinh có cái nhìn cao xa, ôm ấp sách lược như vậy, tại sao không nhân lúc loạn thế tạo dựng một sự nghiệp lớn? Tại hạ biết mệnh, kiếp này khó mà một mình đảm một phía. Tốt nhất là tìm kiếm minh chủ đương thế ở bên giúp đỡ, và mới có thể thành đại nghiệp. Tiên sinh lấy phong giám làm nghề, dân du bát phương, nhất định là tiên sinh đang tìm vị minh chủ. Vậy đã tìm được chưa? Có thể nói là tìm được rồi. Cũng có thể nói là không tìm được. Vậy có nghĩa là sao? Chuyện là rồng có chính thế, nếu bay lên ắt nuốt chửng trời đất, nếu cúi đầu ắt tìm phục nanh vuốt. Bây giờ chính là lúc rồng ẩn không dùng, do đó Bá Ôn cũng đành ẩn giấu tài năng. Ẩn giấu tài năng chẳng khác nào lãng phí thời gian. Không, thời gian quý báu, sao có thể lãng phí được. Tại hạ đã bế môn viết ra thời dụ thập bát sách, đợi một ngày nào đó khi rồng vượt cửu thiên bay xa vạn dặm, Bá Ôn ắt sẽ xuống núi giúp cho minh quân. Được,
tại hạ sẽ đợi. Tại hạ cũng muốn coi thời vụ thập bát sách của tiên sinh thật ra là tác phẩm to tác thế nào. Xin lỗi, tại hạ nhất thời xúc động nên lỡ lời. Này, cửu phu trưởng nho nhỏ như huynh có khẩu khí không nhỏ ha. Lần này cướp lương thực nếu không có Trương công tử ra tay, e là huynh trở về sẽ bị xử phạt theo quân lệnh, đầu rơi xuống đất. Huynh kiếm đâu ra cái đầu để mà coi thập bát sách gì đó? Đại ca nhất thời lệ miệng, cô đừng để tâm. Tại hạ biết lỗi. Đại trưởng phu nhất ngôn ký suốt, tứ mã năng truy, chu huynh không cần cố gắng là được rồi. Đa tạ tiên sinh khích lệ. Tiên sinh, nghe nói tiên sinh phải bán báo vật gia truyền để cứu người, đây có 500 lượng bạc, tiên sinh nhận cho. Mã cô nương, mọi người ra ngoài làm gì đã dùng không ít kinh phí, nếu còn cho tại hạ thì sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Mã cô nương, lòng tốt của cô tại hạ xin ghi nhận. Tiên sinh không cần phải lo, tiên sinh lấy dùng đi, chúng ta đều là người sống trong giang hồ. Phải, Lưu tiên sinh, thật lòng mà nói, chúng tôi có thể dùng 500 lượng mua được tình nghĩa của tiên sinh là có lợi cho chúng tôi rồi, mong tiên sinh đừng từ chối. Các vị nhiệt tình giúp đỡ, tại hạ từ chối là thất lễ. Hôm nay tình giúp người trong hoạn nạn, mai này tại hạ sẽ báo đáp. Trương huynh đệ, khi sắc của cậu không tốt, trên đường cậu đến Võ Đan nhất định phải cẩn thận. Được. Vậy thật ra huynh ấy nên đi hay không đi? Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chính vì Võ Đan có tai kiếp mới chứng tỏ được bản sắc anh hùng của Trương huynh đệ. Hơn nữa ắt có kỳ ngộ, kỳ ngộ này thực sự là rất hiếm có. Nói rất hay. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu vậy thì chúng ta đừng ai nấy đi. Mọi người bảo trọng. Bảo trọng. Trương công tử, bảo trọng. Kiều. Nè, là chỗ này. Dạ, cảm ơn đại ca. Thành Lạc Thế Tổ, có người tới thăm ông nè. Mau lên đó, không được lâu quá. Quốc sư. Thành Lạc quốc sư. Sao lại là cậu? Chính là tại hạ. Ngày trước ân cứu mạng, tại hạ không dám quên. Hôm nay ân công gặp nạn, bá ôm đến đây để thăm hỏi. Lão phu không còn không cái, chỉ có một mình. Ngày trước đồng liêu quan trường bằng hữu rượu thịt, nghe thấy lão phu thất thế thì tránh cho thật xa. Không ngờ lúc lão phu sa sút, còn có một người Hán tình cờ gặp nhau đến thăm hỏi. Gặp được Dương Đắc Ý chỉ có từ tiếc nuối. Gặp Chung Tử Kỳ đàn một khúc, có gì phải thẹn. Quốc sư đối với tại hạ có ơn cứu mạng, cũng có tình nghĩa sư đồ, không thể so sánh với kẻ tình cờ gặp được. Ơn cứu mạng thì có thể nói, tình nghĩa sư đồ thì nói từ đâu. Nghe một lời của người còn hơn học 10 năm. Quốc sư, từ biệt ở Tây Hà tưởng như mới đây, tại hạ không dám quên. Tốt nhất cậu đừng tốn công sức vào lão phu nữa, e là sẽ khiến cậu thất vọng. Quốc sư, tại hạ không phải kẻ thấy lợi bội nghĩa. Lão phu thụ hình hai chân đã phế, hoàn toàn mất hết võ công, còn bị tịch thu nhà, kết chức bắt giam. Tiền đồ kiếp này đã bị hủy, thử hỏi phế nhân như vậy làm sao đáng để cho cậu tốn công sức chứ. Quốc sư, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Quốc sư, nếu không phải như vậy, khác nào tại hạ uổng công học sách thánh hiền. Quốc sư, ông yên tâm, dù có tốn bao nhiêu ngân lượng, tốn bao nhiêu sức lực, tại hạ nhất định sẽ cứu ông ra.
quản gia, chính là hắn đó, chính là người này nè. Người này phải không? Người chính là thần toán gì đó hả? Dạ, dạ. Người có biết đây là đâu hay không vậy? Đây là phủ thừa tướng, kẻ giang hồ lường gạt xảo trá dân người, ta đã gặp nhiều lắm rồi. Mau đi đi, đi đi. Quản gia, nhìn thì biết ông là người đang gặp vận may rồi. Quẻ mà lần trước người báo cho ta quả là linh nghiệm đó. Nè, đây chính là thần toán đó. Dạ, chính là hắn. Nè. Điều này thì hơi khó. Ê, không khó, không khó. Có cái này thì không khó đâu. Hả? Được rồi, không thành vấn đề. Mời vào trong. Mời vào trong. Người có bản lãnh gì cứ việc trổ rồi hết đi, ta không có nhiều thời gian. Thảo Dương đương nhiên là hiểu. Thừa tướng đại nhân chức cao quyền trọng, ngày lo trăm việc, nhưng cũng chính vì vậy, kỳ nhất ngũ nội không dưỡng lo nghĩ thành bệnh. Nếu như bất ngờ bị nhiễm phong hàn, tà phong xâm mạch, thì sẽ có hại cho quý thể. Nhất định là ngươi dò la tin tức từ quản gia của ta. Không sai, đúng là bổn tướng không được khỏe, muốn gọi một đại phu đến bắt mạch. Nếu như ngươi giỏi về thuật kỳ quan, thuốc vào bệnh khỏi, bổn tướng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi có lòng giả xấu làm bộ làm tịch, coi chừng cái đầu ngươi đó. Bệnh của thừa tướng không phải đại phu tầm thường có thể trị được. Ngươi đừng dọa ta. Thừa tướng, có phải gần đây ban đêm thừa tướng hay mơ thấy Triệt Lý bước qua công tử không? Làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Thảo Dương đến là để trị bệnh cho thừa tướng, không có ý gì khác. Đúng là ta có đứa con, tên Triệt Lý bước qua. Ta hận bọn phản tặc Khăn Đỏ, đã làm cho nó điên điên khùng khùng. Cái được gọi quan có đầu nợ có chủ. Kẻ làm hại Triệt Lý bước qua công tử là phản tặc Khăn Đỏ. Tại sao thừa tướng lại nhốt Thạch Lạc quốc sư vào đại lao chứ? Người đến nói giúp cho Thạch Lạc à? Thảo Dương không dám. Thảo Dương đến đây là vì thừa tướng. Hả? Nhìn tôn tướng của thừa tướng, tuy rằng ấn đường hơi đen, hổ nhĩ không hồng, nhưng nhìn vận đạo sau 50 tuổi là nhân trung khởi thoa, thừa tương hữu thác. Số của thừa tướng có đứa con trai phú quý giàu sang. Nhưng mà tại sao con trai của thừa tướng lại gãy cánh giữa trời, họa từ trên trời xuống? Hả? Tại sao? Thừa tướng đại nhân, ngài là một đại thần, ra lệnh một cái có thể đoạt sự giàu sang của người khác, trong lúc tức giận có thể lấy mạng người khác. Gần đây triều đình giết người không ngừng, thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu bá tánh sẽ thê ly tử tán, tuyệt tử tuyệt tôn. Bổn tướng là mệnh quan triều đình, không thể lo cả công lẫn tư. Phải. Cái được gọi kẻ vì thiên hạ không vì nhà, thừa tướng đại nhân vì công quên tư, thực sự đáng kính. Nhưng nếu thừa tướng đại nhân có thể hiểu đạo tại nhà, tích đức giảm bớt nghiệp chướng, không những có thể cây xanh lá tốt, còn có thể phúc thọ song toàn. Người có chủ ý gì hay cứ nói ra đi. Thảo Dương đem nhìn tin tượng, thấy hộ tinh bên Khải Minh tinh nô ám. Bên cạnh thừa tướng đại nhân ắt có một lính giỏi đang gặp nạn, mất đi tác dụng của hộ tinh. Nếu như người này có thể thoát chết, nhất định có thể đỡ được không ít nghiệp chướng cho thừa tướng. Xin hỏi thừa tướng đại nhân, có phải gần đây có chuyện như vậy xảy ra hay không? Người thật to gan, dầm lén lúc mỉa mai bổn tướng nói giúp cho Thạch Lạc. Thừa tướng đại nhân, Thạch Lạc kế tổ vốn là người Mông, Thảo Dương giọng ấy không có thân thiết. Vì sao đến đây? Thường có câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Tất cả những gì Thảo Dương làm cũng đều nghĩ cho thừa tướng, để mong được ban thưởng. Xin thừa tướng thứ lỗi. Những gì người nói cũng có lý. Theo ý của người có nghĩa là bổn tướng làm chuyện nhân nghĩa thì có thể nối tiếp hương khói. Phải. Có câu người tích thiện ắt có niềm vui. Số phận Thành Lập kế tổ phải làm tôi tớ cho thừa tướng. Nếu ông ta chết thì số của thừa tướng không còn kẻ che mưa chắn gió nữa. Phía trước nhất định hiểm nguy trùng trùng, sóng gió không ngừng. Hơn nữa Thành Lập kế tổ đã phế hết võ công, giống như là phế nhân, thực sự không có mối đe dọa nào cho thừa tướng. Sao thừa tướng
không cho ông ta một ân huệ chẳng mất gì, để đỡ nàng cho từ tướng, giảm bớt nghiệp chướng. Điều này có thật không? Tuyệt đối không giả dối. Điều ngươi nói cũng có lý. Bao nhiêu năm qua, Thạch Lạc Kế Tổ đã đỡ cho ta không ít sóng gió. Lần này tha tội chết cho hắn, ta nghĩ hắn cũng không sống được lâu. Thưa tướng, nếu như có thể ban thưởng thêm một chút cho Thảo Dân, Thảo Dân bằng lòng hiến sức trâu ngựa cho thừa tướng, giám sát kỹ Thành Lập Kế Tổ, để ông ta ngoan ngoãn làm tảng đá sống che chở cho thừa tướng. Ngươi đúng là kẻ đáng ghét. Nhưng mà những gì ngươi nói cũng có lý. Vậy đi, ngươi hãy đem Thạch Lạc về nhà phụng dưỡng, cho hắn miếng cơm, để hắn sống dở chết dở nơi này. Hàng tháng ta phái người đưa cho ngươi 10 lượng. Thừa tướng hậu ân, tại hạ suốt đời không quên. Bẩm đại soái, Chu Nguyên Chương ở ngoài cầu kiến. Mau truyền cho mời Chu Nguyên Chương. Tại hạ cửu phu trưởng Chu Nguyên Chương, cướp được số quân hưởng của quân Nguyên, đến đây báo cáo. Tốt, Nguyên Chương mà đứng lên, đứng lên. Tạm đại soái. Nguyên Chương à, cậu đúng là một hổ tướng của bổn soái hả? Tô Trung. Dạ đại soái. Theo cậu thì khen thưởng cho họ thế nào? Lần này cướp lương thực thành công là bổn phận của họ, còn dịp khen thưởng được, vậy thì thưởng cho họ mỗi người 1 tỉnh rượu và 2 lượng bạc hả? Cha, lần này cho Nguyên Chương để chức vụ cựu phu trưởng, dưới tay chỉ có 9 huynh đệ, nhưng lần này lại có thể dùng mưu trí thắng 300 tướng sĩ quân Nguyên, cướp được rất nhiều lương thực trở về. Tướng tài như vậy, cha không xét công ban thưởng, sau này còn ai chịu liều mạng gì cha? Đại soái, lần này cướp lương thực thành công, hành động nguy hiểm. Đại tiểu thư vốn là thân ngàn vàng, không nên tham gia vào đó. Nhưng không biết Chu Nguyên Chương đã dùng thủ pháp gì khiến đại tiểu thư tham gia vào hành động. Cho nên lần này cướp lương thực thành công đều nhờ công đại tiểu thư mưu tính chỉ huy tốt thôi. Chu Nguyên Chương được miễn tội chết cũng là may lắm rồi. Tôi tiến quân, lần này tôi tham gia cướp lương thực không có liên quan chút gì đến Chu Nguyên Chương, là bản thân tôi quyết định. Hơn nữa, trong việc cướp lương thực lần này, Chu Nguyên Chương và chính huynh đệ của mình đã thể hiện sự thông minh dũng cảm, không thể thiếu công. Huynh ăn nói phải công bằng một chút. Phải, ăn nói phải công bằng. Ý của tỷ trước chính là muốn nói, lần này cướp lương thực thành công, nếu không có đại tiểu thư chỉ huy, có thể giành thắng lợi sao? Cho nên phải trả sự công bằng cho đại tiểu thư. Công lớn là đại tiểu thư. Chu Nguyên Chương, để nói phải không? Tô Tổng Bình nói đúng, công lớn thuộc về đại tiểu thư. Thôi, bỏ đi. Cướp lương thực thành công là một chuyện tốt, việc khác ta không cần truy cứu nữa. Còn về công lao, người nào cũng có phần, nhưng mà Chi Lan sẽ được ghi công lớn đó. Hả? Cảm ơn cha. Được rồi, thằng Chu Nguyên Chương làm bách phù trưởng. Nguyên Chương, mau cảm ơn đại soái đi. Nguyên Chương cảm ơn đại soái. Đời người giàu sang thật sự như mây trôi, ngày trước tận trên cao, nay xém chút thành tù nhân. Nếu không phải cậu mạo hiểm cứu giúp, giúp đỡ trong hoạn nạn, thì lão phù đã ở trong ngục bị chúng giày vò đến chết. Quốc sư, quốc sư đừng nói vậy. Ngày trước nếu không phải quốc sư cho bá ôn con được sống, chúng ta đã âm dương cách biệt từ lâu rồi, đâu thể đợi đến hôm nay. Còn gọi quốc sư gì nữa. Lão phu bán mạng cho triều đình nhiều năm, 30 năm nay chỉ là giấc mộng, nay rơi vào hoàn cảnh này. Lão phu thấy đời nhà Nguyên khí số cũng đã tận. Quốc sư, quốc sư không sợ nói nhiều lỡ lời sao? Bây giờ lão phu là người ngoài triều, hà tất phải nhìn sắc mặt của người khác để ăn nói.
Năm xưa tứ đại Hãn quốc lừng danh thiên hạ, thịnh thế đã không còn nữa. Trong hội anh hùng bố y, Dương Đồ Bá Nghiệp còn là gì? Mã Kê cao thấp sáu đời quan, Ngô Thu xa gần mộ ngàn quan. Một cơn ác mộng. Quốc sư, ông giỏi ngụ hành dịch quán, nhất định nhìn xa trông rộng, hiểu được thiên cơ và nhìn thấu tình đời. Chẳng lẽ cậu không biết à? Bá ôn không dám trước mặt quốc sư múa điều qua mắt thợ. Tấm lòng trường nghĩa của cậu rất đáng quý, lão phu không có gì báo đáp. Cũng may trong nhà còn cất giữ bách chiến kỳ lược của gia luật Sở Tài, quốc sư đời thứ nhất của triều Nguyên. Lão phu đem nó truyền lại cho cậu. Bách chiến kỳ lược, đó là kỳ thư đệ nhất thiên hạ. Điều bá ôn mà thẳng nhiên tiếp nhận, chẳng khác nào chứng tỏ bá ôn đến là có mục đích. Quốc sư, tấm lòng của quốc sư bá ôn xin ghi nhận. Bảo kiếm tặng hiệp sĩ, phấn hồng gửi giai nhân. Ngoài cậu ra, lão phu nghĩ không ra cuốn sách này còn ai xứng đáng đi tặng. Quốc sư, có điều... Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Từ chức cậu thông minh, hiểu được dịch số, nếu có luôn bách chiến kỳ lực của gia luật Sở Tài, sau này có thể phò trợ minh quân dựng công lập nghiệp. Lão phu dù già chết trong rừng cũng được an ủi nơi chính suối. Ân đào tạo của quốc sư, bá ôn cảm kích vô cùng. Kim ngưu tứ ngược, nguyệt ám tinh hồn, chỉ hòa vô lực, diêu hóa đang tầm. Gió đang gặp nạn, hơn nữa là nạn này khó tránh. Là sao? Cây dằn của tổ sư già là không có xài, núi võ đàng thật sự sắp có tài kiếp. Hôm nay thông quán sư thúc của con dân du trở về, báo sư phụ một tin xấu. Chính là bá nhan thừa tướng đã mời Xích Tức Liệt xuống núi đối phó toàn chân giáo của chúng ta. Xem ra nạn kiếp này của núi võ đàng sẽ ứng nghiệm vào thân của người này. Từ khi Xích Tất Liệt ở ẩn Đại Mạc 30 năm, không có tin tức gì về hắn. Không ngờ, hắn vẫn còn sống. Còn có biết 30 năm nay hắn khổ luyện một loại võ công gì không? Đệ tử không biết. Thái Dương Thần Công là võ công chí cường chí dương trong thiên hạ, chuyên để đối phó toàn dân giáo chúng ta. Hắn mất thời gian 30 năm luyện Thái Dương Thần Công để đối phó toàn chân giáo chúng ta. Hắn và bổn giáo có thù oán sâu nặng gì sao? Không có, không có thù oán gì hết. Chỉ vì muốn chứng tỏ mình. Năm xưa cha của hắn muốn có được Thái Âm Chân Kinh tự tay của ta. Ta không có cho lão, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà hắn thề là phải trả mối thù này cho cha của mình. Người này thật sự là khó lường được. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Xem ra người này rất khó đối phó. Khó đối phó nhất là triều đình đứng phía sau hắn. Hiện nay tín đồ của Phật đạo hai giáo tại dân gian cũng đã tham gia vào nghĩa quân làm phản. Bá nhan thừa tướng đem món nợ này đổ hết vào đầu của toàn chân giáo ta. Theo thông quán sư thúc còn nói, hắn muốn thúc ấy thành lập trường sinh giáo để đối phó toàn chân giáo chúng ta. Xem ra hắn sẽ giành phần thắng bằng võ công. Gần đây sức khỏe của sư phụ không được tốt, lỡ như cương nhau với Xích Tất Liệt thì... Lỡ như ta thua, thì toàn chân giáo sẽ mất hết danh tiếng, uy danh của núi Nam Võ sẽ bị vùi dưới tay của sư phụ. Cho nên trận này không thể cương nhau. Sư phụ sống chết là chuyện nhỏ, nhưng mà trong cuộc đời có một chuyện hệ trọng chưa hoàn thành thì đã chết rồi. Ta sẽ là tội nhân lớn nhất của toàn chân giáo. Sư phụ, là chuyện hệ trọng gì chưa hoàn thành? Chưởng môn mới. Tính đến bây giờ bổn giáo không có người nào có thể sánh bằng sư phụ về đạo hạnh và võ công. Ai dám ngồi lên bảo tọa làm chưởng môn mới chứ?
Trời cao không phụ Toàn Chân Giáo, người này nhất định đến núi Võ Đàng. Người này là ai? Sau này thì con sẽ biết. Vì chuyện hệ trong này, ta đã nghĩ được đối sách. Hư Dân. Dạ. Con hãy đọc một lần chương 8 trong Kinh Đạo Đức cho ta nghe. Dạ. Thương thiện nhược thủy, thủy thiện lợi, vạn vật nhi bất tranh. Xứ chúng nhân nhi sợ ác, cố kỷ du đạo. Tốt. Đọc tiếp hai câu cuối. Phu duy bất tranh, cố vô ưu. Hư Dân, trước mắt còn phải gánh vác trọng trách ứng phó tất cả mọi biến hóa. Còn nhớ kỹ bốn chữ cho ta: thương thiện nhược thủy. Đệ tử biết rồi. Tốt. Ta đem kế sách đã tính này toàn bộ nói tỉ mỉ cho con nghe. Dạ. Gần đây trong người Khưu trưởng môn không được khỏe, cho nên chung quanh chúng ta phải... Cái gì đạo trưởng? Có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì? Khưu trưởng môn thăng thiên rồi. Cái gì? Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Thánh thượng có chỉ, lần này bọn ta đến Võ Đàng chính là phế bỏ Toàn Chân Giáo, lập ra Trường Sinh Giáo. Kẻ chống lệnh, giết không tha. Lên. Dạ. Dạ. Lên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. À, có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Chuyện này là sao? Chuyện gì vậy? Các vị thiện tín, chẳng hề có việc gì. Đường Xuân Tử cầu sức cơ chữ môn Toàn Chân Giáo núi Võ Đàng tiếp chỉ. Quốc sư đến trễ rồi. Khưu sứ cơ đã cưới Hạc Quy Tiên, không có duyên tiếp chỉ. Ngươi là ai? Bần đạo là trưởng môn tạm thời của Toàn Chân Giáo. Được, vậy thì ngươi tiếp chỉ đi. Tuyên chỉ. Hãy mau quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, Võ Đàng Toàn Chân Giáo được triều đình phong tặng, chịu ơn vua nhiều đời. Nay trong lúc nghịch tặc hoành hành, nguy cấp sinh tồn, không coi tình thế xã tắc, không nghĩ hưng vong nước nhà, ngu muội chậm chạp, không biết cống hiến, thật sự phủ thiên ân. Ra lệnh thu hồi Tiết Thiền Kim Đao Thái Tổ hoàng đế ban tặng, giải tán Toàn Chân Giáo, đổi thành môn đệ Trường Sinh Giáo. Do Xích Tất Liệt quốc sư Đại Nguyên khâm mệnh, toàn quyền tiếp quản. Khâm chỉ. Hư Dân không thể tiếp chỉ. Cái gì? Tiếp chỉ trong ngày đại tang là điều không tốt, xung khắc với đế tình. Quốc sư gánh vác được tội lớn tày trời này hay không? Được, thánh chỉ đã tuyên, từ nay trong phạm vi 72 núi của Võ Đàng sẽ do bổn tọa tiếp quản. Quốc sư, Toàn Chân Giáo do Dương Trùng Dương tổ sư khai sáng đến nay đã mấy trăm năm, lâu nay tu đạo không hỏi chuyện đời. Tiêu diệt quân Khăn Đỏ vốn là trách nhiệm của triều đình, không liên quan đến tại giáo. Tiết Thiền Kim Đao do triều đình ban tặng, triều đình muốn thu hồi cũng không phải không được. Muốn Toàn Chân Giáo đổi thành môn đệ Trường Sinh Giáo, xưa nay không có thông lệ làm vậy, pháp không có chứng cứ buộc tội, thứ lỗi bần đạo không thể tiếp nhận. Dơ dẫn. Tiếp nhận hay không không tới phiên người. Không lẽ người dám kháng chỉ? Ta nói cho ông biết, nếu biết điều thì đem kim đao và Thái Âm Chân Kinh giao nộp, còn không thì đừng trách ta không nể tình. Sau tang sự ác sẽ giao trả Tiết Thiền Kim Đao, nhưng Thái Âm Chân Kinh, thứ lỗi bần đạo không thể giao. Tại sao? Theo giáo quy của tại giáo, Thái Âm Chân Kinh chỉ trưởng môn truyền trưởng môn, bản chính giáo ở nơi nào bần đạo thật sự không hay biết. Không phải ngươi là trưởng môn mới sao? Không phải, bần đạo là trưởng môn tạm thời, không phải trưởng môn mới. Làm bộ làm tịch, lắm điều biện minh. Không lẽ Thái Âm Chân Kinh thành đồ tùy tán sao?
Cô trưởng môn! 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 Cái tên không biết sống chết này, hãy mau tránh ra! Họ là ai vậy? Triều đình phái đến. Mở quan tài. Quốc sư, người chết đã đóng quan tài. Nếu mở quan tài ra là vô cùng bất kính với người chết. Mong quốc sư tôn trọng.